Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại các bạn trong video ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói với nhau về cái vấn đề là cái sản phẩm khóa học của chúng ta sẽ được phân phối qua website. Thì trên thực tế là nếu như các bạn sử dụng website thì đây là một trong những cái mà điều cũng khá là thú vị. Bởi vì khi các bạn sử dụng website và bạn sẽ đưa những cái bài giảng của mình lên website thì các bạn sẽ chủ động được rất nhiều. Bởi vì nếu như bạn sử dụng cái website của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ có quyền quản trị toàn bộ mọi thông tin trên website. Và cái việc mà chúng ta đưa khóa học lên đây là khá là đơn giản. Tuy nhiên có một cái vấn đề này các bạn này, khi mà các bạn làm website ấy, thì các bạn cần phải có kiến thức về website, hoặc nếu không có kiến thức về website thì các bạn cần phải đi thuê một đội để thiết kế cho bạn một cái website để các bạn đưa cái sản phẩm của mình lên. Thế thì nếu như mà các bạn làm được những điều đó thì tất cả khóa học của bạn nó đã được nằm trên website. Thì sau đó thì các bạn sẽ dễ dàng chạy quảng cáo từ Google này, các bạn chạy quảng cáo trên Facebook để kéo cái lượng traffic, hay còn gọi là cái lượng truy cập, khách truy cập đến. Và những lượng khách truy cập này người ta gọi là những khách tiềm năng các bạn. Và cái việc chuyển đổi từ khách tiềm năng đến thành khách hàng của các bạn thì nó cũng khá là đơn giản. Và nếu như các bạn làm được những điều đó thì phải nói là đây là một cái rất là tốt. Zalo cũng có quảng cáo để kéo khách hàng về website này, rồi là Facebook cũng có thể quảng cáo để kéo khách hàng về website cho bạn, Google cũng vậy, YouTube cũng vậy. Các bạn chỉ đưa những cái link về website, dẫn về website thì ngay lập tức khách hàng của chúng ta sẽ được điều hướng, hay còn gọi là chuyển đổi để dẫn đến những website của bạn. Thì lúc này các bạn hoàn toàn làm chủ nó rồi. Tuy nhiên thì đối với những người mà không có kinh nghiệm, hay là đối với những người mà gặp những cái vấn đề về kinh phí thì cứ tạo website là tốn tiền. Cho nên là đây chỉ là cái kênh mà mình đưa ra về mặt tư duy cho các bạn thôi. Còn cái việc mà chúng ta áp dụng nó thì nếu áp dụng được thì là tốt, còn nếu không thì cũng không sao. Bởi vì cái video sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phương pháp mà đứng trên vai người khổng lồ. Và video ngắn này mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.